Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính như sau. Đoàn công tác tổ biên tập tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khảo sát tại Đảng bộ thành phố Bảo Lộc. Công bố kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024. Hội nghị xét duyệt tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ và triển khai kế hoạch sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra nhận thức chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Giáo dục thành phố Bảo Lộc, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 9 năm 2024, Đoàn công tác tổ biên tập tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc khảo sát tại Đảng bộ thành phố Bảo Lộc. Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng bộ thành phố Bảo Lộc, đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo nhanh đánh giá tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 6 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Có thể nhận thấy, nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ thành phố Bảo Lộc đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh tế xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn hạn chế đặt ra cho Đảng bộ thành phố nhiều thách thức. 8 trên 30 chỉ tiêu dự kiến chưa đạt kế hoạch, kinh tế hợp tác xã còn có quy mô nhỏ, công tác giải ngân vốn đầu tư công chậm, tiến độ khai thác lập đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố còn chậm. Hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế kỹ thuật, cấp điện nước, thu gom xử lý nước, rác thải thiếu đồng bộ. Các cơ chế chính sách tạo đột phá trong phát triển thành phố chưa được quan tâm xây dựng. Đảng bộ thành phố Bảo Lộc kiến nghị tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, kiến nghị trung ương điều chỉnh thu hẹp phạm vi quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, theo quyết định 866 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị xem xét tăng tỷ lệ trích để lại nguồn thu của nhà máy bia Sài Gòn từ 5 đến 10%. Có cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích phát triển các loại hình du lịch, xem xét bố trí vốn đầu tư mở rộng và hoàn thiện quốc lộ 55 để phát triển tuyến du lịch liên vùng. Kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đầu tư hoàn thiện, đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường tránh quốc lộ 20. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lâm Đồng, đề nghị các thành viên tham gia buổi làm việc tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung liên quan đến báo cáo, chủ đề, phương châm đại hội, các chỉ tiêu kế hoạch đã nêu trong báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Đảng bộ thành phố Bảo Lộc, đồng chí Nghiêm Xuân Đức đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc và góp ý của các thành viên đoàn công tác, giao văn phòng thành ủy tổng hợp, giúp Ban Thường vụ thành ủy bổ sung, hoàn thiện báo cáo, đồng thời mong muốn tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện để Bảo Lộc hoàn thành tốt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 6, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái vừa ký công bố kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024, đồng thời ký quyết định thành lập các ban tuyên truyền quảng bá, ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban lễ tân, hậu cần, ban vận động tài chính, ban an ninh nhằm triển khai thực hiện các hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024 được xác định là sự kiện văn hóa, du lịch có quy mô cấp tỉnh, hướng tới quy mô quốc gia và quốc tế, là lễ hội văn hóa, du lịch của tỉnh Lâm Đồng được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng đến với du khách trong nước và quốc tế. Tiếp tục khẳng định thành phố Đà Lạt là thành phố Festival Hoa của Việt Nam, thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO và thành phố thuộc nhóm 5 thành phố Festival ấn tượng của châu Á. Với chủ đề Hoa Đà Lạt, bản giao hưởng sắc màu, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024 có 10 chương trình chính và 12 chương trình hưởng ứng cùng các chương trình khác. Trong đó, 10 chương trình chính gồm
chương trình khai mạc Festival Hoa lần thứ 10 năm 2024, chương trình nghệ thuật chào năm mới 2025, kết hợp bế mạc Festival Hoa, không gian hoa, hội thảo quốc tế Đà Lạt phát triển du lịch xanh và công nghiệp văn hóa từ tài nguyên thiên nhiên đến đa dạng sinh học và văn hóa địa phương. Chương trình nghệ thuật Bảo Lộc, thành phố Hương Trà, Sắc Tơ chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024, trưng bày giới thiệu và xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Festival Hoa Đà Lạt năm 2024. Phố rượu vang, trà, cà phê và đặc sản Đà Lạt, Lâm Đồng, phiên chợ rau hoa Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành, giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Đà Lạt, Chuncheon, Hàn Quốc, Carnival đường phố hoa và di sản, diễu hành xe hoa, thời trang hoa, nghệ thuật đường phố. 12 chương trình hưởng ứng là Lễ hội âm nhạc Đà Lạt Fun Color, Lễ hội Bảo Lâm, Huyền thoại và Hội tụ, Ngày hội văn hóa thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 7 Bảo Lâm 2024, Liên hoan trình diễn, triển lãm đặc trưng văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc Đà Lạt 2024, Giải chạy Lâm Đồng Trail 2024, Mùa hội cỏ hồng Lang Biang, hội thảo về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Di Linh, gắn với phát triển du lịch, hội thi xanh sạch đẹp lần thứ 19, chương trình âm nhạc 5am Concert in Đà Lạt, giải chạy chinh phục thử thách Brand lần thứ 2, Brand Trail Challenge 2024, triển lãm rực rỡ màu hoa Đà Lạt, chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024, liên hoan các ban nhạc, giai điệu Bazan, tour du lịch trải nghiệm Đà Lạt muôn màu sắc hoa. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024 không chỉ là ngày hội của nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, mà còn là nơi gặp gỡ của du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm những giá trị văn hóa, du lịch độc đáo, riêng có của Đà Lạt, đồng thời tiếp tục khẳng định, tôn vinh những giá trị về hoa và nghề trồng hoa Đà Lạt, Lâm Đồng, tạo cơ hội để những người trồng, sản xuất, kinh doanh hoa, rau và nông sản đặc thù Lâm Đồng được giao lưu, trao đổi, phát triển ngành nghề trong xu thế hội nhập quốc tế, xanh và bền vững. Thông qua sự kiện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024, nhằm tiếp tục phát huy phong cách văn hóa người Đà Lạt, hiền hòa, thanh lịch, mến khách và khơi dậy, lan tỏa niềm tự hào của người dân Đà Lạt, Lâm Đồng, phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, tích cực tham gia, hưởng ứng để nâng cao thương hiệu, vị thế của Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức hội nghị xét duyệt tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ và triển khai kế hoạch sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025. Các ông Ngô Văn Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, ông Trần Văn Thống, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua mục đích yêu cầu nội dung các văn bản quy định về các tiêu chuẩn xét duyệt công dân nhập ngũ năm 2025. Đồng thời hướng dẫn triển khai công tác xét duyệt chính trị, chính sách đối với các đối tượng đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, thống nhất kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Bộ Quốc phòng và Bộ Công an năm 2025. Trong năm 2025, toàn thành phố Bảo Lộc có 5.877 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Thời gian tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2024. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025, thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về luật nghĩa vụ quân sự năm 2025, Nghị định số 37/2022 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, ra soát quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn tránh, cản trở, không chấp hành việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Công khai danh sách những người gọi đi khám tuyển nhập ngũ, những người được miễn hoặc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để mọi người biết và thực hiện. Từ đó đảm bảo đúng luật, công bằng, bình đẳng với tất cả công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn. Tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị năm 2024 đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, dân quân thường trực trong lực lượng vũ trang thuộc các ban chỉ huy quân sự 6 huyện thành phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Nội dung kiểm tra tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024, sự cần thiết và những giải pháp cơ bản đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và kỷ luật trong quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, yêu cầu và giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, sự cần thiết và những giải pháp cơ bản nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với gia đình, đơn vị, đồng chí, đồng đội,
những giải pháp cơ bản xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng công tác giáo dục chính trị năm 2024, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị năm 2025 và những năm tiếp theo. Kết quả kiểm tra học tập chính trị là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và các cá nhân, đồng thời cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên, bình xét thi đua khen thưởng, xét nâng lương, nâng bậc, bổ nhiệm, đề bạt, thăng quân hàm. Qua đó, kịp thời biểu dương những cán bộ, chiến sĩ có phương pháp học tập, ôn luyện, viết bài kiểm tra đạt kết quả tốt và nghiêm túc khắc phục hạn chế, thiếu sót để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 9 tại Trung tâm Chính trị thành phố Bảo Lộc, Thành ủy Bảo Lộc tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 2 năm 2024. Tham gia lớp học có 126 học viên là giáo viên, cán bộ không chuyên trách như trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, cán bộ các hội, đoàn thể thuộc các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Trong thời gian học tập, học viên sẽ được nghiên cứu học tập 18 chuyên đề trong bộ tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn với các nội dung cốt lõi về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng, nội dung cơ bản về triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và những vấn đề cơ bản về lịch sử, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, trao đổi và tiếp thu các chuyên đề, học viên sẽ được giảng viên cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình chính trị, kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc nhấn mạnh về ý nghĩa tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị và một số nội dung lớp học cần quan tâm thực hiện. Kết thúc lớp học, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị theo quy định. Tại thành phố Bảo Lộc, Ban Dân tộc phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Tại thành phố Bảo Lộc, Ban Dân tộc phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Trên 150 người là giám đốc, phó giám đốc, kế toán, thành viên của các hợp tác xã, tổ hợp tác đang kinh doanh tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được lĩnh hội các nội dung về quản lý dự án với các công trình triển khai, kỹ năng làm chủ đầu tư, đấu thầu, giám sát, vận hành và bảo trì công trình, phát triển cộng đồng, tập huấn cho các học viên kỹ năng lập kế hoạch, phát triển cộng đồng, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả và phát triển sản xuất. Trong đó, chú trọng phát triển các mô hình liên kết hộ gia đình, nhóm hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Lớp tập huấn này là một hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển toàn diện các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố vừa phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức tập huấn phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước trẻ em cho cán bộ phụ trách y tế trường học và giáo viên giáo dục thể chất, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, 96 cán bộ phụ trách y tế trường học và giáo viên giáo dục thể chất các trường học, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố được nghe truyền đạt một số thông tin về phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước trẻ em năm 2024. Tìm hiểu và thực hành xử trí sơ cấp cứu ban đầu, hồi sức cấp cứu tim phổi, các biện pháp phòng chống đuối nước với các trường hợp bị đuối nước ở trẻ em. Qua tập huấn nhằm trang bị kỹ năng xử lý sơ cấp cứu ban đầu cho giáo viên khi có sự cố xảy ra với học sinh, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, gia đình, cá nhân, cộng đồng, và đặc biệt là thầy cô giáo trong việc tuyên truyền cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, đảm bảo an toàn giao thông và môi trường nước nhằm giảm thiểu các trường hợp bị đuối nước hoặc tai nạn thương tích. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Bảo Lộc tổ chức hội trại Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2024. Chào mừng 68 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2024, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự khai mạc hội trại có các đồng chí Nghiêm Xuân Đức,
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc, đồng chí Phan Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu khai mạc hội trại, đồng chí Nguyễn Hà Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Bảo Lộc đã có bài phát biểu ôn lại truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Cách đây 68 năm, tháng 10 năm 1956 tại thủ đô Hà Nội, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc đã tiến hành đại hội, quyết định thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Qua các thời kỳ, dù mang tên gọi khác nhau nhưng tính chất, mục tiêu của hội chỉ là một, đó là đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên, khơi dậy, khích lệ lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, để mỗi thanh niên dù xuất thân từ bất cứ giai tầng nào, mang dòng máu Việt Nam đều có thể phát huy cao nhất khả năng của mình cống hiến cho Tổ quốc, vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chính từ tính chất, mục tiêu đó được sự định hướng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên. Qua các phong trào, cuộc vận động, chương trình đã tạo ra môi trường sinh động cho thanh niên rèn luyện, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, với tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng hy sinh những lợi ích của bản thân để cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc, tạo dựng hình ảnh đẹp, viết nên truyền thống vẻ vang của thanh niên nước nhà. 68 năm qua, Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng. Tại hội trại có một trại chỉ huy và 7 tiểu trại với hơn 200 trại sinh là cán bộ đoàn, hội, đội, giáo viên tổng phụ trách và đoàn viên tiêu biểu trên địa bàn thành phố đã cùng tham gia các trò chơi tập thể, team building, đồng diễn dân vũ, đồng diễn cờ Simfor, giao lưu văn nghệ, đêm lửa trại, giao lưu ẩm thực, thi thiết kế trang phục tái chế, qua đó rèn luyện các kỹ năng, thắt chặt tình đoàn kết. Qua hội trại đã tạo sân chơi thiết thực, lành mạnh, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, là dịp để các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi có cơ hội giao lưu, học hỏi, bồi đắp, hành trang trong cuộc sống, tạo cảm hứng để thi đua học tập, đạt thành tích cao trong công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới. Chi đoàn quân sự thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2027 nhằm tổng kết kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024, đề ra phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2027. Nhiệm kỳ 2022-2024 được sự quan tâm của lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Thành đoàn Bảo Lộc, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn quân sự thành phố đạt nhiều kết quả. Trong đó, chi đoàn chủ động làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất tiến hành các hoạt động xung kích thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ đoàn viên, duy trì tốt việc triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt, tuổi trẻ lực lượng vũ trang, tính trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, an toàn, hiệu quả, xung kích, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Tổ chức duy trì có nề nếp hoạt động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phối hợp làm tốt công trình thanh niên tại trường tiểu học Tân Sơn trị giá 40 triệu đồng. Tặng quà trung thu cho 330 học sinh trường tiểu học Tô Vĩnh Diện trị giá 25 triệu đồng. Tham gia thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố với hơn 95 lượt cán bộ đoàn viên tham gia. Vận động tất cả đoàn viên trong lực lượng vũ trang tham gia đóng góp quỹ ngôi nhà 100 đồng. Ngoài ra, chi đoàn quân sự thành phố cũng làm tốt công tác phối hợp hoạt động với các tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa, góp phần xây dựng chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn đóng quân. Nhiệm kỳ 2024-2027, chi đoàn quân sự thành phố phấn đấu 100% đoàn viên tham gia học tập, nghiên cứu nghị quyết, chuyên đề của Đảng, đoàn các cấp. 100% đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào cuộc vận động, triển khai thực hiện ít nhất 15 hoạt động xã hội. Trong nhiệm kỳ, có ít nhất một mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Hai công trình thanh niên, phần việc vào chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước của tổ chức đoàn. Hội cựu Công an Nhân dân thành phố Bảo Lộc phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường 1 tổ chức lễ ra mắt Chi hội cựu Công an Nhân dân phường 1 nhiệm kỳ 2024-2026. Việc thành lập Chi hội cựu Công an Nhân dân phường 1 thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban chấp hành Công an thành phố, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc phường 1 và là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển trong việc xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, gắn kết các thế hệ cựu công an. Chi hội tập hợp, đoàn kết và khích lệ đội ngũ cựu công an sinh sống trên địa bàn, tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần vào công tác giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại cơ sở trong thời gian tới, trở thành cầu nối tin cậy, thân thiết giữa người dân ở địa bàn với công an phường.
Trong thời gian tới, các đồng chí trong chi hội cựu công an nhân dân phường 1 sẽ triển khai tốt công tác vận động phát triển hội viên, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quán triệt, tổ chức cho hội viên tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, phối hợp với công an phường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, góp phần giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân, phòng chống tội phạm, tham gia tư vấn, phản biện xã hội khi có yêu cầu, kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp, công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, là thành viên tích cực, có trách nhiệm thực hiện các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư trên địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thành phố Bảo Lộc hiện có tổng số 77 đơn vị trường học, gồm 30 trường mầm non, 25 trường tiểu học, 12 trường trung học cơ sở, 1 trường tiểu học và trung học cơ sở, 8 trường trung học phổ thông và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Trong đó có 59 trường công lập, 18 trường ngoài công lập. Tổng số có 42.810 học sinh trên 1.228 nhóm lớp. Bậc tiểu học có 15.276 học sinh trên tổng số 444 lớp. Trung học cơ sở có 11.831 học sinh trên 282 lớp. Bậc trung học phổ thông có 7.694 học sinh trên 201 lớp. Năm học 2023-2024 với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục thành phố Bảo Lộc đã khắc phục và vượt qua những khó khăn, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt kết quả tốt đối với các nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo hướng dẫn của các cấp. Không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục được toàn ngành tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tốt. Trường Mầm non Bá Thiên sẽ tiếp tục phát triển dự án hệ sinh thái xanh. Chúng tôi sẽ mở rộng thêm các không gian xanh, tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc nhiều hơn nữa với thiên nhiên, khuyến khích trẻ khám phá và học tập từ môi trường xung quanh. Qua đó, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và kỹ năng xã hội. Đội ngũ giáo viên của nhà trường sẽ được đào tạo chuyên sâu hơn để nắm bắt các phương pháp giáo dục tích hợp mới nhằm đáp ứng đủ và đúng theo chỉ đạo của ngành giáo dục địa phương về hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu của chuyên đề. Đối với lĩnh vực giáo dục phổ thông, toàn ngành tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Chất lượng hiệu quả giáo dục tiếp tục được ổn định, đạt kết quả cao. Tiếp tục định hướng các trường phổ thông tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc trưng từng bộ môn. Trong quá trình dạy học, yêu cầu giáo viên nắm bắt nội dung kiến thức liên quan, tích hợp giữa các môn học, lồng ghép giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, giúp các em hiểu biết về môi trường, biết cách sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời giáo dục cho các em về an toàn giao thông, phổ biến quyền và bổn phận của các em được chăm sóc, bảo vệ, được học hành. Thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 4, lớp 8, lớp 11, đồng thời chuẩn bị tốt điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 5, lớp 9, lớp 12 trong năm học 2024-2025. Tại trường trung học cơ sở Lộc Nga của chúng tôi, thì ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục STEM đến toàn thể giáo viên trong nhà trường. Trên cơ sở đó, thì các tổ nhóm bộ môn đã họp, thảo luận, lựa chọn và thống nhất xây dựng các nội dung giáo dục STEM phù hợp với từng môn học, từng hoạt động giáo dục như là xây dựng các cái chủ đề bài học STEM, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh đảm bảo thiết thực, phù hợp và đa dạng về quy mô và hình thức tổ chức. Theo quy định hiện hành và được sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Bảo Lộc, nhà trường đã triển khai dạy kỹ năng sống tích hợp trong các môn học như tiếng Việt, đạo đức, khoa học. Những nội dung về kỹ năng sống, học sinh đã được trải nghiệm rất là phong phú, tổ chức qua các hoạt động trong phạm vi nhà trường như chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, vệ sinh trường lớp, STEM và các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường như thăm hỏi các gia đình có công cách mạng, cựu chiến binh, địa chỉ đỏ và thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ. Qua các cái tiết kỹ năng sống thì giáo viên đã truyền thụ cho các em
các em biết yêu thiên nhiên, yêu con người và trân trọng những điều thiện được nâng cao hơn. Bên cạnh đó thì học sinh còn biết tự bảo vệ mình, biết vượt qua những khó khăn trong học tập. Và kết quả thì các hội thi các em tham gia nhiều hơn, tự tin hơn và cũng đạt được nhiều giải cấp tỉnh, cấp quốc gia. Xác định việc đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm. Năm học vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc đã triển khai hệ thống thông tin quản lý toàn ngành, đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông tích hợp, chia sẻ thông tin đối với các hệ thống thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo đến các đơn vị, với mục đích ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, tính chính xác, khoa học trong công tác quản lý, chỉ đạo. Mặc dù vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, song dưới sự chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của các cấp, năm học 2024-2025, toàn ngành giáo dục thành phố Bảo Lộc tập trung hướng đến chủ đề kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.